như đã hứa với mọi người, hôm nay anh em mình sẽ đi hút cái hố cá mà hôm mà anh em mình đi săn rắn gặp nhá mọi người nhá. Ui giời. À, không biết là từ hôm là có ai ra đây đánh kích chưa. Nhưng mà hy vọng là sẽ không có ai ra trước anh em mình. Chứ hôm nay mà có người ra trước rồi thì hỏng hết bánh kẹo rồi. Đây, cái hố này thì nó rơi vào độ tầm hơn 2 mét nước, hôm nào mình đã đo thử rồi đấy. Anh nghe thì nó cả hố mất cháu. Một đầu một với tưởng xuống mà đây là không được 2 mét. Ây à, một đầu một với cơ à? Nhiều cá đấy. Đây, anh cắt này một đoạn đấy, một đoạn này. Hút lên mà gặp một bãi vàng. Ui xui. Lúc đấy đánh nhau, chém nhau. Ý này. Hai bộ ai cốt không có tên. Hai bộ ai cốt không có tên. Dũng cả đang run chân. Không đi được. Tầm đấy không đi được. Tầm đấy chỉ ngất rồi. Nhưng mà không về làm hai con bánh. Gọi tên cúng là cúng gần gật ngay. Gọi ngay ông thực chất là cả đang đây hố bom ngày xưa này. Ồ hay là làm quả bom nhỉ. Làm quả mìn. Nghĩ lắm nhỉ. Ui. Lát 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 lát. Rồi một chảo thôi. Dung chiếc bỏ sâu gió mấy ông tí ai nhắm vào ấy. Nó có ai cái đấy không? Trung đã bỏ sâu gió mấy hả? Đó. Chặt cái cây đóng vào đây. Chặt cái cây anh ơi. Chặt cái người đã xả hết nước ra ngoài đồng. Dự kiến khoảng tầm 3 tiếng để hút xong cái hố này nhá mọi người nhá. 3 tiếng. Khét đấy nhỉ. Hai máy hỏng mất một máy rồi mọi người ạ. Vừa hút được tí bây giờ phải về lấy thêm máy nữa. Đấy, mọi người thấy hiện tượng có cá chưa? Thấy sủi tăm chưa? Đó. Trời ơi. Đâu rồi, tăm đâu hết rồi. Đấy, thấy chưa? Tăm cá sủi rất là nhiều nhá. Đấy, thấy chưa? Wow. Sủi tăm khá là nhiều nhá. Hy vọng là sẽ có những con cá lưu lâu năm ở đây. Đó, thấy chưa? Sủi ngốc luôn. Lúc bắt đầu hút thì cá nó bắt đầu mới chạy nhá mọi người, nó bắt đầu mới chạy. Lúc nãy buổi sáng nó nằm im quá. Cứ tưởng là hết cá nữa. Tưởng người ta đánh kích mất nữa. Chắc là người ta chưa ra đây rồi. Chưa ai ra đây thì hôm nay anh em mình trúng mánh luôn. Hút được khoảng gần một tiếng nha mọi người nhá. Vừa xuống được một gang tay nước ấy. À hơn. Máy hỏng hết rồi. Một con máy hỏng luôn rồi nhá. Đem một con máy mới ra lại hỏng tiếp. Đây rồi. Hay là mày xem một cái vụ mà gì nhỉ? Máy múc á. Múc hình quan tài. Chết máy. Vớ vẩn. Đang nổ mà lại ca ra phát tắt luôn. Mình về lấy máy mới ra phát tắt luôn. Sỏi thật. Rồi phải sửa máy đã. Nghe có vẻ gian nan phết đấy. Thấy cá nó lượn rồi nhá mọi người nhá. Thấy có cá lượn rồi nhá. Ấy, thấy chưa? Nước rút đã phết rồi đấy anh ạ. Nước bắt đầu rút cái cá nó thở ghê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cá bé nó nổi đầu nhiều thế nhỉ. Để chân đi, để chân đi. Bắt ở đâu ấy? Kéo vẫn còn đấy. Bẻ đuôi, chân không ăn thua, bẻ đuôi. Ờ, bẻ đuôi. Đôi mà. Bẻ đuôi lên. Bẻ chân. Mày sờ nó như nào? Chập chớn. Ui trời ơi, đỉa. Kinh thật, bẻ đỉa mắc và đít còn trời ơi. Thằng một đôi. Sao có một nữa anh? À, nó không lên. Nó sặc bùn. Sặc bùn nó không lên được. Có đỉa không? Cái kẹo này. Ui trời ơi, này, đây. Thôi bây giờ lấy rổ hết. Ừ, lấy rổ. Ôi, to nhỉ. Con này to nhỉ. Con cho anh cửa. Ê, trời ơi, một rổ luôn. Nhanh, đem bán. Mày bẻ chân kiểu gì vậy? Đấy, ném vào xô. Đỏ đi. Ếch này lấy đâu ra? Ếch lên nướng thì thôi rồi. Ngon lắm đấy. Bây giờ chân phạt này em. Na mày lặn xuống ấy. Không phải. Ui, trời. Chém cái rổ. Cá siêu phết đấy. Cái rổ. À, rổ anh em này đem lặn lặn cái cầm rổ ấy. Cá sộp nhỏ nó ở trong những cái kia ấy, lá ấy, khó bắt nó lắm. Nó lặn hết xuống dưới rồi. Nó trong lá hết. Kích là toàn. Ui có cả chai này. Đó. Làm thêm hai lan lách nhá. Chai nhưng mà là mảnh chai đúng không? Thả ra. Làm thêm một hai con lấy cứt. Có con được may lắm. Hôm nay thì ếch thôi, còn các khác đi thả. À, ếch của em đấy. Của mày lên mà nhận. Của anh. Của anh. Anh của thần rừng đấy. Với em một đùi. Với em một đùi nhỉ. Được nhiều cá sô không? Nhiều cá sô không? Hai con. Có hai con đấy. Hai con cá sô, một con cá sô, một con ếch. Rô đồng á? Tổng rô ta. Hai con phi to mà. Phi. Đấy này, một con rô phi nữa ở đây. Có một con rô phi to đúng. Anh kia, trong sao em? Nổi á. Ui vậy to. Ui. Ôi trời ơi. Ai con lại bố. Ôi trời. Để một lúc nó sang bùn nó lại lên mà. Bùn nó lại lên này. Đây. Bắn chép to vết đây này. Còn to đấy. Này. Con vì to. Đây. Đây. Ngoài rồi đây này. Tiểu kia. Đây này. Chép to nhiều phết. Ngoài rồi, chạy rồi. Để đấy một lúc có sắc bùn lại nổi lên mà. Có bệnh chắc được nổi. Mò mỏi thấy cái hòm có máu. Ui trời ơi đây. Ui trời ơi đây là to. Mày ở dãy rơi. Vứt ở đây luôn em nhèm lên hôn thùng rồi. Ok. Bắt được ếch kìa. Mình phải sờ một con này. Thôi được rồi để cho nó lớn. Siêu phết. Còn bắt. Người ta gọi là đặc cấp cái gì đấy. Ui trời ơi. Ôi khéo. Đây, xa xa xem có cái màu gì không ấy, làm cả cục. Ôi ôi, cổ nó nổi với anh phành ghê. Như nó cầm điện. Ui dồi, đá đen này. Là phát cục tròn tròn như nó cầm điện này, ui, tí nhau chạy. Đấy. Cá sộp nó kìa rồi, xuống đây, ôi ôi. Cá sộp nó hay kia lắm ấy, lẩn lắm. Nó lẩn hết dưới bùn. Dậm dậm anh em đi dậm bùn. Ở đây không ra chai nhỉ. Cho lên đây anh ơi. Nó nhiều kia quá. Nhiều lá quá. Cao lỏng ấy, nó cái kia nó tay. Lên lá. Em cho cái này lên. Hết rồi. Không, bây giờ mà có. 5 lít. Tí nó lên đầy bây giờ ấy mà. 5 lít. Không. Cho kít, cho mày có kít. Vừa hôm mà ở trên hố trên kia đấy. Con cua kìa. Mày tao kích nó mới ra được này. Con cua kìa. Đi rồi.
được. Nó còn nhiều phết đấy, nhưng mà nó lùn hết rồi. Chán được đâu, không ăn đâu, không ăn được đâu. Không ăn được để tí bằng cá bể. Sao ấy? Ông lão đánh cá và con cá sộp. Đi vào ạ. Con thảo ấy. Thú này chắc chắn có lươn. Nếu có ếch, nó có cái gì khoảng 2-3 con. Ấy, ấy. Sao vừa thấy con gì ạ? Em vừa thấy nhung con. Ui! Nhung lắm. Gì ấy? Đây này. Là con. Con này. Không. Mang về ao thả. Biết thế hôm nay hút bố ao nhà mình, nhà đường nào cũng phải hút. Anh về hút luôn này. Không kịp được. Không kịp được. Vì đánh con máy cày đôi ngủ ra là hút cái đấy là một ngày. Hút ai thì mình á? Thì một ngày một đêm. Làm nắm làng là xong rồi. Người nào cũng phải làm tròi để hút nó. Mai hút. Tối nay hút dần. Mai lại xuống ạ. À mai lại phải lên à? Cá để đâu anh? Lên không? Ngủ đây luôn đi. Thế đây luôn. Thế thì chấm đen anh để đâu? Anh đi rồi. Chấm đen á? Chấm đen bắt lên. Nó lên đường tất. Đường hết nào được? Đường hết. Thì sao lại không hết được? Anh phải đi rồi. Mai ăn cái chồng ấy toàn cá to ấy ạ. To loại 14-15 cân ạ. Đi đi xem con ếch không? Hả? Giờ không đi dậy cơ. Từ từ xoay quấy cái nào. Có một con à. Ếch ộp, ếch ộp, ếch ộp. Ủa? Đây ngon đấy nhá. Cái da nó dài lắm. Cá sộp là nó khác cá chuối chứ hả nhỉ? Vâng, cá chuối hoa là... Cá chuối nó bé rồi mình. Cá ta. Đi đây con cá chuối to. Cá to như này là đỉnh đấy. Ui giời, lại thấy mềm mềm, mẹ mai ba ba đấy thì ui giời ơi. Thấy đớp tập cọc rồi. Quấy ục đây tí có con nào nổi hết giờ mà. Nó sặc bù. Anh xuống xem hút người luôn. Cá sộp nó không đưa đâu, không nổi đâu. Nó lặn ở dưới cái keo rồi. Nó còn chui vào cái vết chân của mình rỗng ý. Con nào nổi là nó nổi rồi. Con nào lặn là nó nằm im lắm. Buồn xấu quá, không mỏ được. Cái con gì đấy nhỉ? À cái lá nhỉ? Đây đấy. Ui. Đây đấy. Vết vừa nó nổi cho đấy mà. Bây giờ có phải dăm 70 con này dán lên là nghe cũng giòn vết. Con rô này khá ăn nó hơi khắm. Một rô đồng cơ. Rô đồng, rô này. Sườn thôi rồi. Bỏ rồi. Con đấy mà có lu không nhỉ? Lu á. Một cân. Con kia to hơn nhỉ? Cá buổi sáng được mới ăn cá. Đây nhau rồi. Sao lại mấy con? Mấy con? Trên đây không phải cá rồi. Đấy con ếch đâu? Đủ ăn không ạ? Ếch đấy đâu? Trong chỗ này nếu không ăn chả phê, ui còn sọc tỏ thế. Đấy, ui đấy. Có ếch rồi rồi, phê. Hai con sọc tỏ nhé. Con ếch này xương nó ăn nó cứng lắm ấy. Nó già. Bạn cầm con sọc lên nào, bạn bắt đây. Ui xô. Con này to hơn. Ốp 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 ốp. Rồi, đi lên giải quyết mấy con này đi. Ốp ốp. Con này phải tầm. Con ếch quay cái này đéo. Được cân 2 không? Cân 3 không? Con này phải ăn kèm với nồi lẩu nữa, hợp lý. Đốt hay là làm à? Đốt. Đi bên nhà đốt. Đốt luôn ở đây ấy. Đốt luôn đây á? Đốt luôn đây anh em, tí cho anh. Tí anh em nó ngứa hết, có chịu chứ mà chịu được. Vì nhà đi cho nó sạch. Vào đây, vào đây, vào đây. Anh em nó đang thế này, bạn mà cho anh em nó tầm khoảng 30 phút là anh em nó ngứa. Mai là có cái nịt. Đây, lúc nãy nổi mới nhiều rồi. Đầy đầy đấy, đấy, bây giờ nổi. Ui, cua, cua, cua. Uông đấy, uông đấy. Uông đấy, đây là uông đấy là gì? Anh em thả máy đây. Con em thả máy đây, thành quả được 2 con sộp. 2 con... Mấy con mắt ở đây, em lên được rồi. Đấy, mọi người nhá, được 2 con sộp. Ông Công, ông Táo được... chục con. Rô Phi. Rô Phi, 3 con. 1 con ếch. Còn 1 con quay. Bây giờ thử đấy. Hai con ấy hát. Chân cũng gọi thử. Nào, bố đây. Ui, hai tổ gì? Hai con này về nướng nhỉ? Con đấy được 4 lạng không? Bên kia có cái lá trên đầu một cửa. 5 lạng. Con này bà cân, con này bà cân, con này bà cân của anh đây. Con đây đây. 26 cân. Biết thế hút mẹ hả? Xuống đây bắt cá mình sướng. Ui dồi. Mà nó sạch nhá. Con này đang chửa này. À, con này to đấy. Ếch ộp, ếch ộp. Chắc chắn còn cực kỳ nhiều cái loại đồng cụ tay. Đây, nó dưới bùn, bùn nó sâu, bùn nó sâu tận người. Cổ tay như đâu.